vô biên công đức không thể nghĩ bàn. Danh hiệu của câu Nam Mô A Di Đà Phật này có công đức vô lượng vô biên, bất khả tư nghị, quyền diệu không thể nghĩ bàn. Cho nên câu danh hiệu A Di Đà Phật này chính là danh hiệu công đức vô lượng vô biên, bất khả tư nghị. 2. Phật cứu độ chúng sanh có nhiều cách như cứu độ bằng thần thông, cứu độ bằng hào quang và cứu độ bằng danh hiệu. A Di Đà Phật chủ yếu là cứu độ bằng danh hiệu, lấy 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật này để cứu độ chúng sanh mười phương. Đương nhiên, câu danh hiệu này không phải là văn tự thông thường, cũng không phải là tên gọi bình thường, mà đó là danh hiệu của Phật, là bản thể của Phật, là công năng của Phật, là nguyện lực thần thông hào quang của Phật thân, cho đến sự từ bi, trí tuệ và công đức vô lượng của Phật cũng đều được dung hòa vào trong câu danh hiệu này. 3. A Di Đà Phật lấy danh hiệu để cứu độ bản thân của chúng sanh, cũng lấy hào quang và thần thông để cứu độ chúng sanh, khiến cho những người chuyên xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật được hào quang của A Di Đà bảo vệ mãi mãi, lúc lâm chung hiện thân đến đón người ấy về thế giới cực lạc. Còn lúc thường ngày thì người ấy đã luôn được sự gia hộ của A Di Đà Phật, phùng hung hóa kiết, gặp dữ hóa lành. 4. Bình thường niệm Phật thì có được sự gia hộ của Phật. Niệm Phật có thể có được hiện tại và tương lai hai lợi ích. Hiện tại là chỉ lợi ích của kiếp này, tương lai là chỉ lợi ích của kiếp sau. Cái gọi là lợi ích của kiếp sau chính là tương lai có thể rời khỏi tam giới lục đạo luân hồi, giảng sanh thế giới cực lạc. Còn như hiện tại thì có thể tiêu tai trường thọ, tăng phước tăng huệ. Nếu như nói theo pháp thế gian, chính là gia hộ cho chúng ta được khỏe mạnh bình an, ít khổ não, thậm chí mọi việc đều được suôn sẻ như ý, gặp phải chuyện gì cũng có thể chuyển dữ hóa lành. 5. Hai sự lợi ích của niệm Phật ngay hiện tại và tương lai, tôi quy nạp chúng lại thành 15 điểm. Thứ nhất, Di Đà trụ đỉnh. Phật A Di Đà thường trụ ở trên đỉnh đầu. Thứ hai, Phật quang hộ thân. Thứ ba, chư Phật hộ niệm, không để cái ác bên ngoài xâm nhập và để cái thiện ở bên trong được khởi lên. Thứ tư, Bồ Tát tương tùy. Thứ năm, minh chúng. Các chúng sanh như Phạm Thiên, Đế Tích Thiên, Diêm Ma Dương và các quỷ thần mà mắt người không nhìn thấy được, bảo vệ. Thứ sáu, tiêu trừ nghiệp chướng. Thứ bảy, tăng trưởng phước huệ. Thứ tám, xa lìa các tai họa. Thứ chín, có được sức khỏe và trường thọ. Thứ 10, sẽ được chết yên lành. Thứ 11, nhập chánh định tụ. Được chánh định, chẳng thối đọa, chẳng đoạn tuyệt các thiện căn, rồi đây sẽ chứng ngộ. Thứ 12, chấm dứt luân hồi. Thứ 13, giảng sanh tịnh độ. Thứ 14, thành tựu Phật quả. Thứ 15, quảng độ chúng sanh.